Thưa quý vị, thảm họa từ dịch tả heo châu Phi đang dần nguôi ngoai trong tâm trí người chăn nuôi cả nước và tại Bà Rịa Vũng Tàu. Thế nhưng đến thời điểm này, nhiều hộ chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh vẫn còn dè dặt, chưa dám tái đàn. Dù hiện nay, thị trường heo hơi đang ở mức cao trên 90.000 đồng một ký. Trước khi dịch tả heo châu Phi bùng phát, trang trại heo của ông Hà Thanh Long ở thôn 1, xã Bình Trung, huyện Châu Đức luôn có 500 con heo thịt và 100 con heo nái. Sau khi cơn bão dịch tả heo châu Phi quét qua trang trại của gia đình ông, nhiều tháng phải treo chuồng. Đến tháng 3 vừa qua, gia đình ông Long mới dám tái đàn. Và lứa đầu tiên tái đàn, ông Long chỉ phát triển cầm chừng khoảng 20 con, cũng là số heo giống từ hai heo nái còn lại của gia đình. Theo ông Long, giá heo hơi hiện ở mức 90.000 đến 92.000 đồng một ký là mức giá lý tưởng. Tuy nhiên, giá heo giống khá cao, từ 2 triệu đến 2 triệu 500.000 đồng một con. Heo nái giống cũng cao giá, tăng gấp 3 lần so với thời điểm trước dịch. Cùng với tâm lý lo ngại dịch tả bùng phát trở lại vì mùa mưa đang đến gần, nên ông Long chưa dám đầu tư nuôi nhiều. Heo thì nó giờ nó khan hiếm thật sự rồi, mà muộn tải đàn thì cũng rất là khó khăn. Nên và cùng lo dịch bệnh nữa, thì khi tải đàn được rồi thì lo dịch bệnh thì nó lại chết cho người dân nữa, cho nên cũng chưa dám. Trang trại nuôi heo của gia đình ông Đặng Văn Đệ ở phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, quy mô nuôi 100 con heo. Đợt dịch vừa qua, ông Đệ rất thận trọng, chỉ giữ lại một con heo nái và khoảng 15 con heo thịt. Và ông Đệ vẫn dè dặt trong việc tái đàn vì không muốn mua heo giống từ bên ngoài về, chỉ duy trì đàn do heo nhà sinh sản. Nhà thì chung là vẫn nuôi, cũng không có nuôi nhiều, nuôi khoảng có chừng 20 con đổ lại nuôi kiểu... Để coi là ví dụ mình có cái đồ ăn hàng tháng với này, để cho ăn, mình làm đâu cho nó ăn vừa đó thôi, mình không có kinh doanh. Nói chung là công tác phòng dịch thì nuôi thường thường là cứ một tuần khử trùng chuồng lần để cho heo nó đỡ cái vi khuẩn để nó bảo đảm cho mình nuôi. Thực tế cho thấy việc tái đàn của các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang gặp khó khăn do khan hiếm nguồn con giống. Và giá heo giống đang ở mức cao gấp nhiều lần so với trước khi có dịch tả heo châu Phi. Bên cạnh đó, vẫn chưa có vaccine phòng ngừa bệnh dịch tả heo châu Phi, nên các hộ chăn nuôi rất dè dặt tái đàn. Các cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ, hộ gia đình, gia trại cũng giảm đàn khoảng 40%. Trang trại chăn nuôi quy mô lớn cũng giảm khoảng 22% so với thời điểm trước khi dịch bệnh xảy ra. Về phía ngành chăn nuôi và thú y tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng khuyến cáo các trang trại, nông hộ muốn tái đàn heo phải hết sức chú trọng an toàn vệ sinh chuồng trại và chất lượng con giống. Căn cứ theo cái chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp, thì những cái cơ sở được tái đàn là phải đảm bảo cái an toàn sinh học. Và khi mà được các cơ sở mà khi nhập heo về nuôi, bắt heo giống về thì phải chọn ở những cái trại heo giống có uy tín chất lượng và phải được xét nghiệm âm tính với bệnh dịch tả heo châu Phi. Và khi về vận chuyển về nuôi thì phải được cách ly và theo dõi. Và chỉ nuôi ở 10% sau khi nuôi một tháng thì hãy lấy mẫu xét nghiệm. Nếu âm tính thì chúng ta tiếp tục thả vào nuôi. Và trong quá trình nuôi thì các cơ sở phải đảm bảo áp dụng các hiệu quả các cái biện pháp an toàn sinh học. Và thường xuyên tiêu độc khử trùng. Tính đến hết quý 1 năm 2020, toàn tỉnh còn khoảng 375.000 con heo. Thực tế, số lượng này vẫn đủ cung cấp cho thị trường trong tỉnh. Và việc người nuôi heo thận trọng hơn trong tái đàn, chú trọng cải tạo đàn heo chính là nền tảng để thị trường có được thương phẩm thịt heo chất lượng cao, an toàn.